Và hiện giờ là theo xu hướng là nữ thích dùng đồ to, thành ra là size 38 này có thể unisex dùng cho nữ được luôn. Không phải cứ kim cương là đưa vô đại, mà tiêu chuẩn cao hơn, đồ cao cấp luxury nó hơn nhau ở sự tinh tế, về sự đẳng cấp, về sự sang trọng. Cho nên là những cái sự tinh tế, hoàn thiện, hoàn mỹ là cái điều luôn luôn phải có trong tiêu chí luxury Kỳ Lăng. Bất kỳ màu sắc nào, da nào, ví dụ như khách đang dùng muốn một màu da đó đẹp quá, muốn cho cái đồng hồ mình đang đeo, đang sử dụng, thì liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng làm. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Và hôm nay một sản phẩm cũng như là dịch vụ đi kèm sản phẩm, đó chính là về chủ đề đồng hồ, chủ đề danh mục đồng hồ của Kỳ Lăng Luxury. Và Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu, đây là một chiếc đồng hồ Oplus, một chiếc đồng hồ size 38. Và hiện giờ là theo xu hướng là nữ thích dùng đồ to, thành ra là size 38 này có thể unisex dùng cho nữ được luôn. Và ngoài sản phẩm này ra thì có rất nhiều mẫu khác cập nhật tại website của Kỳ Lăng Luxury, hoặc là trên kênh YouTube này cũng như là trên fanpage này. Vâng, và bắt đầu chúng ta sẽ đi chi tiết vào sản phẩm này. Đó là chiếc đồng hồ Oplus size 38 Titan, và cái vòng bezel này là đến kim cương, kim cương 2.5 ly, và những viên kim cương tuyển chọn nước D. Và Kỳ Lăng thử đeo vào tay nha. Bình thường thì chiếc đồng hồ này là mặt trơn, không có đính kim cương trên vòng bezel này, và được Kỳ Lăng chế tác đính kim cương lên trên. Và những viên kim cương này là những viên tuyển chọn từng viên một, bởi vì Kỳ Lăng Luxury là đơn vị chuyên về những sản phẩm luxury theo tiêu chí Kỳ Lăng Luxury, là những gì tinh hoa nhất, những gì tốt nhất, những gì đẹp nhất, những gì đẳng cấp nhất, những gì sang trọng nhất, Kỳ Lăng sẽ phục vụ cho quý khách. Và bình thường thì đã đẹp rồi, bình thường rất là ok rồi, bởi vì Oplus là một trong những thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng và được rất nhiều người, rất nhiều quý khách tin yêu và chọn lựa thương hiệu đồng hồ Oplus này. Và tùy vào mỗi sản phẩm, tùy vào mỗi option của sản phẩm thì giá cả sẽ khác nhau. Và quý khách nào cần những chiếc đồng hồ như vậy mà mặt trơn thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng, lên website Kỳ Lăng để mà xem sản phẩm, cũng như là liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng tư vấn từng sản phẩm phù hợp với mức chi phí đầu tư cũng như là size tay của mình cho phù hợp. Sẵn tiện hôm nay Kỳ Lăng giới thiệu chiếc đồng hồ Oplus này, thì Kỳ Lăng cũng giới thiệu kèm dịch vụ luôn, là nếu như quý khách nào đang sử dụng những chiếc đồng hồ Oplus này mà mặt trơn, muốn cho nổi hơn, đẹp hơn, hoặc là nó thay đổi khác hơn, lạ hơn lúc trước, thì liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng đính những viên kim cương thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một vào. Và kèm theo một cái dịch vụ đính kim cương nữa thì xin mời camera chi tiết vào đây. Đây là những cái bộ dây cá sấu handmade, cái cặp túi sách handmade bởi Kỳ Lăng Luxury nè. Và bộ da này Kỳ Lăng làm để cho đeo với cái cặp của Kỳ Lăng. Và những bộ da khác rất nhiều màu, quý khách muốn bất kỳ màu da nào từ những con cá sấu như vậy. Đây là những con cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc da, và những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da, các công ty chuyên thuộc da nha, và họ đã thuộc da cung cấp cho mình. Những công ty này thì cùng công ty mẹ với LV, hoặc là cùng công ty với Hermès, thì tùy những con cá sấu sẽ có xuất xứ, nguồn gốc khác nhau, và chất lượng cũng sẽ khác nhau, cũng như là cái thuộc da cũng sẽ khác nhau. Và quý khách chỉ cần việc là đến với showroom Kỳ Lăng để chọn những con da như vậy, những màu sắc da mình muốn phù hợp với những cái đồ thời trang của mình đang sử dụng. Hoặc là ở xa thì có thể liên hệ với Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Kỳ Lăng sẽ gửi hình những cái màu sắc da cho quý khách chọn, và Kỳ Lăng sẽ lên những cái dây đồng hồ theo đúng yêu cầu mà quý khách đang muốn. Ví dụ như Oplus thì Kỳ Lăng làm những mẫu này, và ví dụ như là những đồng hồ Rolex mà dây, hoặc là những cái đồng hồ thương hiệu khác mà muốn làm bằng dây da, da xịn, da nhập, thì liên hệ với Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ làm chuẩn theo đúng sản phẩm của hãng đó. Cụ thể đây là chiếc đồng hồ Oplus và dây da này đã cũ rồi, thì bây giờ Kỳ Lăng sẽ làm một bộ dây này.
bộ da này Kỳ Lăng làm để sử dụng với đồng hồ này phù hợp đi đôi với cái túi xách Kỳ Lăng đang sử dụng. Đây, da cũ đây đúng không? Mình sẽ thay vào. Việc thay dây cho đồng hồ này rất đơn giản, chỉ cần một cây vít chuyên dụng. Dặn hai con ốc ra. Với việc dặn hai con ốc này ra là mình có thể rút cọng dây này ra và thay cọng dây khác vào rồi. Bất kỳ màu sắc nào, da nào, ví dụ như khách đang dùng muốn một màu da đó đẹp quá, muốn cho cái đồng hồ mình đang đeo, đang sử dụng thì liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng làm, hoặc là muốn những cái màu. Đây, tháo hẳn ốc và rút cái dây ra rất đơn giản. Và Kỳ Lăng sẽ thay cái dây này vào và vặn hai con ốc lại thôi. Nhưng mà hiện tại thì Kỳ Lăng đang thực hiện video clip nên Kỳ Lăng không muốn giảm bớt công đoạn, nên Kỳ Lăng chỉ ráp vào để có xem. Còn bình thường thì chúng ta sẽ chỉ việc dặn ốc lại và dùng luôn. Tại vì dây này là dây mới cho nên Kỳ Lăng không có dặn vào. Đó, chỉ cần đút ốc vào là dặn vào là xong. Đây, quét xem có phải đúng với cái tông của Kỳ Lăng đang sử dụng không. Thật ra là có một bộ da nữa Kỳ Lăng làm riêng cho cái túi của Kỳ Lăng luôn, nhưng mà chưa kịp, mới vừa hoàn thiện xong thì khách hàng đã thấy và đã mua rồi, nên cái bộ dây này thì nó tương đồng thôi. Còn bộ dây đúng da này luôn thì khách hàng đã mua và không còn nữa, bởi vì những con da này là những con da Kỳ Lăng nhập và những con da này số lượng không có nhiều, bởi vì hãng họ sản xuất ra một đợt rồi thôi, thành ra là hết da rồi và muốn làm lại cái túi xách như vậy, hoặc là làm những cái đồ chất lượng, chất liệu như là y chang như vậy luôn sẽ không còn nữa. Cho nên là hầu như những sản phẩm Kỳ Lăng làm là đa số là độc quyền, bởi vì nó đã độc, đặc biệt từ những cái con cá sấu rồi, có những con độc bản, có những con có vài con, có những con đã hết hàng rồi và Kỳ Lăng còn lưu trữ được, thì Kỳ Lăng sẽ làm thành những cái sản phẩm mà hình thù tự nhiên của con cá sấu, là mỗi con bao giờ cũng khác nhau, không thể giống nhau được, bởi vì nó là cá sấu tự nhiên. Và khi mình thực hiện thì mình đã làm những cái sản phẩm riêng biệt, cũng ít bị, không bao giờ để tình trạng được bị đụng hàng với nhau. Đó là đặc điểm của đồ handmade. Ở những clip trước thì Kỳ Lăng đã thực hiện review giới thiệu rất nhiều đồng hồ Hublot, những chiếc đồng hồ siêu lướt và những đồng hồ new rất là nhiều rồi. Quý khách có thể coi lại trên kênh YouTube của Kỳ Lăng, hoặc là quý khách có thể lên trên website của Kỳ Lăng, kỳlanglux.com, để xem những danh mục những sản phẩm mà Kỳ Lăng đã cập nhật trên đó nha. Và bắt đầu bây giờ mình sẽ soi vào từng viên kim cương. Và hiện tại thì ở showroom của Kỳ Lăng luôn luôn có sẵn những sản phẩm Hublot Classic Fusion cũng như những mẫu khác của đồng hồ Hublot rất là nhiều. Và để xem sản phẩm thì xin mời quý khách đến trực tiếp showroom của Kỳ Lăng Luxury, hoặc là xem tại website kỳlăngluxury.com, hoặc là gọi hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối với Zalo hotline 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng sẽ gửi tất cả những sản phẩm, những thông số và giá cả sản phẩm cho tất cả quý khách hàng. Và một dịch vụ mà Kỳ Lăng muốn nhấn mạnh lại với tất cả quý khách hàng là nếu như khách đang sử dụng những đồng hồ hiệu, hoặc là những đồng hồ mà mình đang sử dụng mà hàng hiệu nhưng mà bị cũ, thì cần sửa ba lại thì liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng sửa ba luôn. Hoặc là muốn custom chế tác thêm những cái chi tiết cho đẹp hơn, ví dụ như Rolex, hoặc là Hublot, hoặc là Patek. Đặc biệt là những cái đồng hồ bằng vàng thì giá trị đồng hồ bằng vàng đã mắc rồi, cộng thêm một chi tiết vòng bezel mà đến kim cương thì giá sẽ rất cao. Cụ thể luôn, không cần Patek Philippe, Hublot thôi, một chiếc đồng hồ như vậy mà trơn thì giá sẽ vừa, mà nếu như hãng họ đính sẵn kim cương vô thì giá sẽ đội lên rất là cao. Vì vậy nhiều khách hàng chọn lựa phương án là mua Classic Function trơn và liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng đính thêm kim cương. Và cụ thể mình sẽ xem những viên kim cương mà Kỳ Lăng đính. Bởi vì đơn vị Luxury, theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng, thì tất cả những viên kim cương Kỳ Lăng không phải là cứ là kim cương là đưa vào, những tiêu chí riêng thêm của Kỳ Lăng Luxury nữa là không phải cứ kim cương là đưa vô, đưa đủ là được, mà mình phải căn, phải chuẩn, phải đo từng viên một về size, về độ đẹp, độ sạch, nói chung là nó chuẩn hết, thì giá trị của đồ luxury, đồ cao cấp nó phải như vậy. Không phải cứ kim cương là đưa vô đại, mà tiêu chuẩn cao hơn đồ cao cấp luxury nó hơn nhau ở sự tinh tế, về sự đẳng cấp, về sự sang trọng. Cho nên là những cái sự tinh tế, hoàn thiện, hoàn mỹ là cái điều luôn luôn phải có trong tiêu chí luxury Kỳ Lăng.
và từng cái cháu kim cương Kỳ Lân làm cũng vậy. Bởi vì sao? Trước giờ Kỳ Lân luôn tự tin khẳng định là riêng về lĩnh vực chế tác thì Kỳ Lân hầu như tỷ lệ rớt hột kim cương là gần như là bằng không. Bởi vì với đội ngũ kinh nghiệm rất là cao, với cộng với kỹ thuật máy móc rất hiện đại chuyên nghiệp dành cho dịch vụ này, là một đơn vị chuyên chế tác vàng và kim cương, nên về vấn đề đến hột thì Kỳ Lân sẽ chọn từng viên một cho đồng nhất với nhau, và kỹ thuật nhận hột chi cháo cực kỳ chuẩn chuyên nghiệp. Cho nên là quý khách hãy yên tâm khi đến với Kỳ Lân Luxury nha. Bởi vì mình soi bằng máy và mình đi giám định luôn. Hơn nhau ở sự hoàn hảo, hơn nhau ở sự tinh tế, và đặc biệt hơn nhau ở sự hoàn thiện. Vâng, và Kỳ Lân xin đúc kết lại những vấn đề mà Kỳ Lân muốn gửi gắm đến với tất cả khách hàng. Đó là Kỳ Lân là đơn vị chuyên về những đồng hồ hot lot chính hãng, và dịch vụ kích tâm thêm những chi tiết cho đồng hồ trở nên giá trị và đẹp hoàn hảo hơn. Ví dụ là kích tâm về vàng và kim cương, và chuyên kích tâm làm những sợi dây da cá sấu đa dạng màu sắc chất lượng quốc tế cho tất cả quý khách hàng. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.